Rồi đặc biệt đầu tiên trong tối giống gì tới đêm nay, quý vị mình ai chỉ có đá bé chơi nhẹ cánh tay mình lên dùm cho em. Ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu bắt đầu. Do số kính chúc quý vị mình vòng loại này được nhiều may mắn rồi nhé luôn nha anh em đi luôn. Ôi chị đây à, mày chị đây mày chị đây mày chị đây mà có mơ bác có lấy được mày trở lại đây nha. Sao mấy chị ra? Tôi chỉ đem mấy chỉ đem mấy chỉ ra mấy chỉ đem mấy chỉ đem mấy chỉ đem mấy chỉ đem mấy chỉ đây những gì đáng giảm chị Dung Hoa sẽ đang phát triển trên TikTok của chị á, đạt được 2 người like rồi dạ, cho nên clip với ra điều nè những gì đáng giảm. Sống chỉ ra mày 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 có 15 dạ anh chị mình tới sau cái buổi mình có thể qua đây mình nhận giùm em chiếc ghế nha dạ. Thông cảm với em tại từ đầu chương trình tới giờ khán giả đông nghẹn hết trơn quý vị dạ ghế đông không đông nghẹn hết trơn dạ. Xin mời quý vị mình qua đây mua giùm em cái ghế 5.000 dạ, tại vì khán giả đang ngồi đây người ngoài 2 ghế không ạ. Chị đây mày, chị đây à, mày chị đây mày, chị đây mày, chị đây à, mày chị đây ngồi nhá, lại ghế ưu tiên cho người già nó ngồi đi ra. Chị đây à, mày chị đây con với chị đây mày, chị đây mày, chị đây mày, chị đây à, số chị đây, mày chị đây có 15, có 15, có 15, có 15, có 15, có 15, có 15. Chị đang quay được người tiếp đó và đào ra đang thay thủ cho chị quay tiếp đó tất cả mấy dựng nha đường nghiệp chị đang quay chị ký hợp đồng của mình tiếp đó rồi dạ hiện tại kênh đang ok lắm 2 người like rồi 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 thả người đừng hứa thả người đừng hứa hứa sẽ bên tôi đến suốt cuộc đời tiếp chị thả người đừng hứa thả người đừng hứa bụng mở như tôi thì thế nào cũng bị sơ gan cổ chứ xuất hiện ủa nói chẳng khác là nói mà nói chị Dung luôn con này bóng dài chị Dung với bé Tư là tụi tư tao bé Tư lại bị chạm tuyến ngực xuống cái bụng Tư á số gì đây à mày chị đi con với chị đi có 15 có 15 số đầu tiên số đầu tiên mày chị đi mày chị đây à mày chị đây à mày chị đi mày chị đi mày chị đây người có thương thật tốt nghệ sĩ thì đừng có thương những thứ hại đời và đừng có nghe khi thiên hạ thường xem và tôi nghe bé xuyên ca người đưa tay đi lên phòng trà đèn màu kia qua 53 năm đi ba năm đi ba con số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra số gì ra từng bất mai dài chưa mình vẫn nói ta đã ở đâu hôm qua hôm nay trái chết thằng mình mất đến mai ra buổi trưa rồi đêm nay số gì ra số gì ra con bởi vì ra con số gì ra số gì ra con bởi vì ra con số gì đây số gì ra con bởi vì ra số gì ra số gì ra con bởi vì ra Thank you.
khùng nữa chứ không ai khùng như mày chứ mới hai con hai kinh ông nội mày kinh hả? Hả? Mày nhìn tôi mới có hai con hai kinh. Mình đã đợi từ từ tới 4-5 con mày đúng không mấy tư? 4-5 con đi ta dừng lại ta biết nó mới hai con à. Tao kêu con buồn chính là tao kêu rõ thôi. Mà cũng ai cửa mày ra chữ lớp 1 á. Tao kêu con buồn chính là như ông tăng 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 tăng. Mày phải cửa nào không? Chứ tao kêu con buồn chính tao kêu rõ mà tao cứ kêu là cái vé cờ hơn cái tinh 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 đâu. Mày nói đúng rồi mà mày sai á. Mời ơi. Bắt lỗi bậy 200. Đúng. Ủa gì đâu mình. Đó là gian nhờ. Cô chị đây. Đó này có 200 đây muốn phiếu. Cô chị đây cho số chị đây. Cô chị đây cho số chị đây. Cô chị đây cho số chị đây. Cô chị đây. Dạ kính thưa quý vị, mới nhận được một cái thông tin từ chị Lộ. Dạ. Lộ chuyện lương em hả? Hả? Lộ chuyện lương em hả? Ủa gì vậy? Chị mà. Dạ kính thưa quý vị, dạ chị Lộ thông báo là bữa nay là sinh nhật của một vị khán giả của đài Tôi Sẽ Tới Nơi hả? Cho em hỏi là chị Nhung đang ở đâu ạ? Chị Nhung. Đây, đây, đây. Đây. Phải nói đầy đủ tên đàng hoàng. Vậy thôi chị. Thế sao bên tai lại lông nách măng măng kìa. Rồi, nó nghe nè. Bà là Nguyễn Phúc Hậu. Ừ. Nào phải là Tinh Nhung. Ừ. Tôi để Tinh Nhung, tôi tưởng đó là chị Nhung nào. Ê, rồi. Cái đứa này cho một chào ở đây. Đây là sinh nhật của chị Cẩm Nhung hả? Thay mặt nhân viên đài Sài Gòn Tâm Thời, em là chị Huệ xin chúc chị Nhung. Nhung này má. Bé Tư ơi. Má tên Hậu. Bé Tư ơi, bữa nay sinh nhật của chị Nhung à, mình kêu một vị khán giả chúc chị Nhung đi. Cái này sinh nhật chị Nhung rồi. Không biết ai có bài thơ nào dễ thương tặng chị Nhung không? Ai xin mong không nào? Không ai chúc chị hết chị Nhung ơi. Hay, tối một chút. Chờ xin đâu. Anh này à. Chúc đi. Chúc có một phần quà. Chúc một câu đi anh. Chúc một câu thôi. Chúc một câu thôi. Dạ bây giờ em mượn đi. Em mượn một anh đi. Một anh trai. Một anh trai này mới mẻ đi. Một anh trai đi nha. Trai xanh luôn. Trai xanh nha. Bây giờ phải nói một câu chúc chị Nhung nha. Mình gợi ý câu đầu đi. Mình gợi ý câu đầu đi. Gợi ý câu đầu nha. Mẹ để em gợi ý cho một câu nha. Rồi anh làm câu sau thôi được rồi. Hôm nay sinh nhật chị Nhung. Rồi anh làm câu sao thôi. Chúc chị Nhung xinh đẹp nhiều hơn. Ủa anh ơi, cái đó là danh xui. Bây giờ nè, bây giờ em tiếp theo cái câu của chị lại nha. Hôm nay sinh nhật chị Nhung. Sinh nhật là gì? Sinh nhật chị Nhung. Anh đây có thể hôn em một ê. Hôn đi anh. Hôn đi anh. Anh hôn kìa. Chị Lộn mới nhắn mày đi về. Tối nay mày diễn không có đồng nào là lương. Ủa, quá. Quá gì? Bây giờ chị lấy nụ hôn rồi sướng rồi đi về đi em. Lấy bịch gạo. Thứ sáu mới được lãnh nha. Chị Nhung cảm ơn đồng lương của Sài Gòn Tâm Thời rất là nhiều. Hôm nay đã tổ chức cho chị Nhung một buổi tiệc sinh nhật thật là ấm cúng với tất cả các bạn đang phục vụ lương tô hôm nay. Cảm ơn các em nhiều lắm. Cái gì? Chị Nhung cảm ơn. Lương tô gì? Lương tô Tâm Thời. Chị Nhung xin cảm ơn. Đi xuống dắt bà, đi xuống dắt bà ngoại về đi, tôi nghiệp bà. Đi xuống dắt bà ngoại Nhung về. Bà ngoại Nhung của đoàn mình á. Ừ.
về chị